Bằng hữu, huyết nhục và thú hồn này, ngươi có bán hay không? Giá cả có thể thương lượng, sẽ không bao giờ để ngươi thiệt thòi. Mã Minh Tuấn chợt nói, ta không có hứng thú với tiền bạc. Bất quá, nếu các ngươi có thần huyết thú hồn ở đệ nhị thần chi thánh địa, ta có thể cân nhắc cùng các ngươi trao đổi. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, ngươi đang đi hơi xa vấn đề rồi. Thần huyết thú hồn của đệ nhị thần chi chân quý hơn rất nhiều so với đệ nhất thần chi thánh địa. Vậy quên lời ta nói vừa rồi đi. Nói rồi Hàn Sâm mang theo con ngân lang rời đi. Này, Tô Tâm Mị tựa hồ có chút không đành lòng hỏi Mã Minh Tuấn. Cứ vậy để hắn đi sao? Mã Minh Tuấn khẽ lắc đầu. Người này không đơn giản, đao pháp vừa rồi hắn sử dụng là bí kỹ của chiến thần võ đạo quán Phi Thiên Bá Tuyệt Lưu. Trong chiến thần võ đạo quán, người biết dùng cũng không nhiều, hắn hẳn là một hạch tâm đệ tử a. Hàn Sâm rời đi được một đoạn thì dừng lại, sau đó liền nhanh chóng xử lý số huyết nhục, vừa xong, thì thấy Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị đang di chuyển hướng về Vinh Quang Tý Hộ Sở, ở phía xa xa. Cùng một điểm đến nên đụng mặt nhau cũng không lấy gì làm lạ. Hàn Sâm đứng trên vách núi hô gọi. Này, các ngươi định đi đâu vậy? Hay là cho ta đi cùng? Đi thêm 2 ngày đường, đám người Hàn Sâm cũng tới nơi. Đồng đỏ sơn mạch, bên trong thực vật tương đối ít, phần lớn đều là đồng đỏ núi đá. Vừa đi Tô Tâm Mị vừa nói. Người của chúng ta, chính là sâu trong sơn cốc này chạm mặt con rùa thần huyết kia. Một nơi quỷ địa lớn như vậy, nếu không có các ngươi dẫn đường, ta thật sự không biết tới khi nào mới có thể tìm thấy. Hàn Sâm vừa cảm thán vừa nói. Đi thêm chưa tới 1 ngày đường, đột nhiên chứng kiến trước mặt có một tiểu đội, đại khái 7-8 người, những người kia cũng nhìn thấy bọn hắn, liền phất tay chào hỏi. Tô Tâm Mị ánh mắt không chút vui mừng. Tại sao bọn hắn xuất hiện ở đây? Bọn họ là ai? Hàn Sâm thắc mắc hỏi. Mã đoàn trưởng, như thế nào ngươi lại tới đây rồi? Không lẽ ngươi cũng thấy con thần huyết quy kia thú vị? Nam nhân kia là vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị, trông bộ. Không phải là hỏi chơi. Triệu đoàn trưởng nói đùa rồi, lần trước Vinh Quang đoàn chúng ta tổn thất nặng nề, đâu còn năng lực có ý đồ gì với nó. Mã Minh Tuấn thuận miệng nói ra. Vậy thì tốt, ta cũng không muốn cùng Mã đoàn trưởng xảy ra gì đó không vui a. Triệu Cổ Thanh ánh mắt đã rơi vào trên người Hàn Sâm. Y nguyên mang theo cười hỏi, vị bằng hữu này của ngươi trông vô cùng lạ mắt, hình như trước đây chưa từng gặp qua. Hắn ta cũng vì con thần huyết quy mà tới sao? Hắn chỉ là tò mò muốn nhìn xem thử. Mã Minh Tuấn hơi ấp ư nói, chưa từng gặp tựu là người dưng, không cần phải nhiều lời, Mã đoàn trưởng, cảm ơn hai người đã dẫn đường, chúng ta chia tay tại đây đi. Hàn Sâm vừa nói vừa cưỡi ngân lang rời đi. Không một chút để tâm đến đám người Triệu Cổ Thanh làm hắn khó chịu ra mặt. Hừ. Hắn ta tốt nhất là thật sự chỉ đến xem, nếu không, đừng trách ta không nể mặt Mã đoàn trưởng. Có lẽ là bởi vì vận khí không tệ, hoặc là nói phong thần sói chạy quá nhanh, cũng chỉ 1 ngày nhiều thời gian, Hàn Sâm đã tìm được trích truyền thuyết, trung thần huyết quy. Là nó, Hàn Sâm mừng rỡ thốt lên. Hắn cũng không gấp gáp, đứng xa xa nhìn con thần quy đã bò tới lưng chừng núi. Đại quy bò tới đỉnh núi, lại đem thân thể đứng thẳng lên, đưa cổ dài đi cắn từng chuỗi quả hồng từ trên cây. Thấy vậy, nội tâm Hàn Sâm thắc mắc, đó là loại quả gì? Không phải lão rùa này bỏ lên khỏi biển, chỉ để lên ăn nó đấy chứ? Trong lúc đang mải suy nghĩ thì chợt được xa xa truyền đến rất nhiều tiếng chân, quay đầu lại thì thấy Triệu Cổ Thanh đang cưỡi con hổ vàng hung hăng lao tới. Tiểu tử, ngươi muốn sống hay chết? Ngân lang dùng tốc độ tránh né ra được thì bị cả đám người vây lại. Muốn sống thì thế nào, muốn chết thì sao? Hàn Sâm cười nhạt hỏi. Muốn chết đương nhiên dễ nói, mấy huynh đệ ta liền chặt ngươi. Còn nếu muốn sống, hãy cút khỏi đồng đỏ sơn mạch. Triệu Cổ Thanh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy, không khỏi có chút vong ân phụ nghĩa sao? Hàn Sâm bất giác cười lớn. Ân nhân gì vậy? Tiểu tử ngươi đừng nói gâu nói vượn nữa, huynh đệ ta chỉ có cửu nhân, không có ân nhân. Lưu Hắc Kiệt chỉ thẳng vào Hàn Sâm quát lớn. Bởi vì, tha không giết là một ân huệ. Hàn Sâm ánh mắt trở nên sắc lẻm, thập phần sát khí nói. Triệu Cổ Thanh có chút nhịn không được, tiểu tử ngươi muốn chết. Ta không dành thời gian để lãng phí ở đây, nhưng các ngươi muốn tìm chết, ta sẽ đáp ứng các ngươi. Nói rồi, Hàn Sâm trực tiếp vung đinh ốc thương quét tới, binh khí của lũ người gãy vụn, rơi loảng xoảng trên mặt đất, 2 người không đỡ được, trực tiếp mất mạng. Đám người lập tức run sợ, biết đụng phải người không nên đụng, lập tức chạy toán loạn, tách ra chạy, sống 1 người được 1 người. Triệu Cổ Thanh sợ mất mật, quay người điều động tọa kỵ bỏ chạy thật nhanh. Hàn Sâm quyết không buông tha, vung tiếp 1 thương. Liên sát tiếp 5 người, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc, chỉ còn lại mình Triệu Cổ Thanh may mắn chạy hướng ngược lại. Hàn Sâm cùng ngân lang thân ảnh tốc độ cực nhanh lướt tới. Một chỉ trường thương cũng lướt theo tới. Như mũi khoan từ sau óc của Triệu Cổ Thanh xuyên ra trước mồm hắn.
khiến hắn không kịp phát ra tiếng kêu cuối cùng. Xong việc, Hàn Sâm cưỡi ngân lang hướng về phía thần huyết quy đã ly khai mà đi tới. Sau khi theo đuôi con thần huyết quy được vài ngày, đến một khu vực trong sơn cốc, cuối cùng Hàn Sâm cũng không kìm lòng được nữa, quyết định thử một lần xem nó có phải siêu cấp thần sinh vật như hắn nghĩ hay không. Thung lũng này được bao quanh bởi ba mặt núi, chỉ có duy nhất một lối thoát, đúng là một nơi tốt để bắt đầu. Tiểu kim mao hống vừa sinh ra đã đáng sợ như vậy, thứ này dù gì cũng là một con trưởng thành, không nên xem thường. Nói rồi hắn dốc hết vốn liếng hắn có được, mặc hắc giáp trùng vào, rút ra thiên sư chi kiếm để có thể ra chỉ ác ma kiếm thú hồn. Ác ma chi kiếm. Thú hồn phụ thể quả nhiên là đồ tốt. Có nó phụ thể gia trì, thần huyết kiếm khí sắc bén cùng độ dẻo dai tăng thêm 3 thành. Đồng thời triệu hoán xích diễm thống lĩnh bút quang hoàn màu hồng đỏ xung quanh người. Cảm giác vẫn chưa đủ, hắn lần nữa thúc giục cổ tà chú gia trì thêm sức mạnh. Có xích huyết thống lĩnh cùng cổ tà chú gia trì. Ôi, lão quy, để ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Ngươi ngàn vạn lần phải là lão phụ siêu cấp thần sinh vật, đừng uổng công ta đã đi theo ngươi mấy ngày như vậy. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, cứ theo hướng lão quy di chuyển, nhanh như chớp xung phong lao tới. Sát! Hàn Sâm một kiếm chém ra, giống như cầu vồng tấm lụa, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm kiếm tài chém ra một nửa, chỉ thấy lão quy nửa rụt đầu lại, rồi nhanh chóng đưa ra ngoài, nhanh đến không cách nào hình dung. Giống như độc long xuất động trong điện quang hỏa thạch, lão quy, vậy mà đơn giản chỉ cần một cắn liền ngậm tới một nửa thánh chiến thiên sứ chi kiếm. Một kiếm này đã là trạng thái tột cùng tốt nhất của ta. Hàn Sâm bàng hoàng thốt lên. Hắn quá sợ hãi, trên tay âm thầm dùng sức, nhưng vô luận là hướng bên trong chọc vào, hay hướng mặt ngoài rút ra, đều không mảy may nhúc nhích. Mỏ lão quy quỷ dị như một chiếc kìm sắt, kẹp chặt lấy thiên sứ chi kiếm, được một lúc sau, chợt nghe âm thanh răng rắc vang lên, thiên sứ chi kiếm bỗng gãy làm đôi. Hàn Sâm vô cùng hốt hoảng, sinh vật siêu thần, nhất định nó là sinh vật siêu thần. Chết tiệt, binh khí thần huyết của lão tử, cứ như vậy bị ngươi ăn rồi. Hàn Sâm nhìn trợn mắt, sau đó không nói hai lời xoay người bỏ chạy, cái này, con khốn kiếp, đem thần huyết bảo cụ làm đường đậu ăn, làm sao có thể chơi lại nó. Lão quy tứ chi cùng vũ, giống như là đạp bốn cái phong hỏa luân, cuồng bạo hướng về Hàn Sâm đuổi theo, tốc độ kia quả thực so với ngân lang còn cao hơn vài bậc. Quay lưng thấy lão quy đang ngay đằng sau lưng, Hàn Sâm trực tiếp cầm trên tay còn dư lại một nửa thánh chiến thiên sứ chi kiếm, trực tiếp ném về hướng lão quy, sau đó sau lưng hai cánh thần huyết mở rộng đi ra, hướng lên bầu trời bay đi. Đồ ăn nhẹ cho ngươi đây, đừng đuổi theo ta nữa. Hàn Sâm phi hành ở trên trời, nhìn lão quy quay người rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, trên người cũng đã toát mồ hôi lạnh, chết tiệt, thiếu chút nữa phải bỏ mạng tại nơi này. Nói rồi hắn quay người ly khai về lại trường học. Không có siêu cấp thần khải giáp, không có thể né tránh thân pháp của nó. Không có lực lượng để xuyên qua thân thể của nó. Bây giờ muốn chiến thắng siêu cấp thần sinh vật, đúng là mơ tưởng viển vông. Hắn có chút thất vọng, chuyến này đi thật là mất nhiều hơn được, xem như chứng thực được sức mạnh hiện tại của hắn đang nằm ở mức độ nào. Đang buồn rầu mở hộp thư giả lập cộng đồng lên xem, thì chợt nhận được lời mời đối chiến từ nữ hoàng. Hắn đương nhiên lựa chọn đồng ý, Xâm La vạn tượng tu luyện đều là nền tảng, con rùa đó không thể ở lại đồng đỏ sơn mạch chờ ta từ từ thăng tiến. Ta cần nhiều phương pháp tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn. Hửm, nữ hoàng ư, chẳng lẽ là, hắn bất giác cười cười liền tiến nhập đấu trường. Là cô ta, không sai được, có vài người căn bản không cần nhìn mặt, loại khí chất cao ngạo xa cách này, tuyệt đối không phải ai khác. Không có chút gì do dự, Hàn Sâm liền thúc giục ra cổ tà chú, nâng cao vận chuyển trái tim cùng khí huyết, khiến cho thân thể của hắn ở vào cao độ hưng phấn trạng thái, các hạng tố chất thân thể đều tăng lên trên diện rộng. Không nói lời nào, Hàn Sâm một quyền liền hướng từ phía đối diện nữ hoàng đánh tới. Ta phải là người ra chiêu trước, nếu không, cô ấy sẽ không để ta có cơ hội ra tay. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, nữ hoàng sẽ bạo ngược phản kích, dù sao nữ hoàng phong cách như vậy, thế nào lại chịu được người khác tại trước mặt nàng khiêu khích. Thế nhưng lại ngoài ý liệu của hắn, nữ hoàng vậy mà nghiêng người tránh qua, tránh né Hàn Sâm một quyền này, hơn nữa, không có tiến hành phản kích đối với hắn. Tại sao cô ta không đánh trả? Hàn Sâm nao. Đã như vậy, cơ hội luyện tập dâng tới cửa, lão tử tuyệt đối không bỏ qua. Né tránh rất nhanh, thác loạn tiết tấu công kích, làm sao cô ta có thể đoán được. Hàn Sâm còn chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy, vậy mà có thể tùy ý cải biến tiết tấu bản thân, chuyện này thực sự lại để cho hắn có chút giật mình. Công kích theo thác loạn tiết tấu hoàn toàn vô dụng đối với nàng. Làm sao có thể? Rõ ràng cô ta một mực né tránh. Bất chi bất giác, lại dồn ta đến góc chết của sàn đấu. Hắn bất chợt nhận ra nhưng đã muộn, nữ hoàng nổi lên lần công kích đầu tiên của nàng, phi thân bay lên không, cuồng bạo bắn ra, hai chân hơi co gối lại, lập tức thọt tới lồng ngực Hàn Sâm.
Hàn Sâm hai tay chồng lên nhau, ấn về phía đầu gối nữ hoàng. Bá Vương giữa giáp cùng giảm bớt lực thuật được cơ bắp toàn thân vận dụng, ý đồ triệt tiêu bộ phận lực lượng này, đồng thời mượn nó lầy đà lui về phía sau. Tuy nhiên lại không có chút tác dụng nào, chúng cũng hoàn toàn vô dụng đối với nàng. Đầu gối trực tiếp đâm vào Hàn Sâm phía trên hai tay, sau đó dính trên ngực Hàn Sâm. Hàn Sâm cả người đều bị trực tiếp đụng bạo, giả lập thân thể lập tức tiêu tán. Một kích đập phát chết luôn, hơn nữa cũng không phải là bộ vị yếu hại, hệ thống phán định người thắng cuộc, nữ hoàng. Chỉ một đòn. Sức mạnh của ả với ta vốn dĩ không cùng một cấp bậc. Di chuyển, phải, đó là di chuyển. Cô ta không sử dụng bất kỳ kỹ năng tiếp cận nào, nhưng mỗi bước né tránh đó, đều được tính toán rất kỹ. Khiến cho ta trong lúc tấn công, vô tình rơi vào vị trí mà cô ta chỉ định trước đó, dồn vào góc không còn đường lui. Thêm cô ta làm hảo hữu đi, người phụ nữ này còn đáng sợ hơn siêu cấp thần sinh vật. Nếu có thể luận bàn với nàng thêm vài lần nữa, sẽ rất hữu ích cho ta trong việc săn giết siêu cấp thần. Nói rồi hắn hướng nữ hoàng gửi một lời mời kết bạn. Thật không ngờ nữ hoàng vậy mà trực tiếp đồng ý lời mời kết bạn của hắn. Hàn Sâm chứng kiến danh sách hảo hữu bên trong tên nữ hoàng, hắn có chút vui mừng. Tại Hoàng Phủ Hùng Thánh Tổng Quán Chủ Võ Đạo Quán. Nữ hoàng, theo ý kiến của cô, tên tiểu binh trên chiến hạm đó có tư cách là đối thủ thực, sự với thiên hạc thực không? Nữ hoàng báo cáo chính mình cho ra kết quả, tiểu binh trên chiến hạm dưới cái nhìn của nàng có năng lực cùng thiên hạc thực đối chiến. Mới vừa đối chiến, mặc dù là nàng nghiền áp Hàn Sâm, nhưng là Hàn Sâm rất nhiều biểu hiện để cho nữ hoàng hơi có chút kinh ngạc. Kiểm tra đã thông qua. Phía bên Hàn Sâm, siêu hạch gen dịch thuật mà hắn đã đặt trước đó, tại thánh đường bậc S hàng đã tới tay. Quá tải có thể làm cơ thể ta quá sức chịu đựng và đột phá giới hạn, phối hợp với thông qua tu luyện cổ tà chú tăng cường lực trái tim, nhất định cho ra hiệu quả gấp bội. Hắn cầm gen dịch tiễn trên tay tấm tắc mong đợi. Thông báo hảo hữu chợt vang lên, hửm. Ai đó lại gửi lời mời kết bạn đến ta? Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Thiên Hạc Thực gửi lời mời kết bạn, chấp nhận hay không? Thiên Hạc Thực, lại là kẻ nào vậy nhỉ? Hàn Sâm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Không có qua vài giây đồng hồ, Thiên Chỉ Hạc liền hướng Hàn Sâm phát khởi đối chiến mời. Khó được có người nguyện ý cùng chính mình đối chiến. Hàn Sâm không chút phân vân liền lựa chọn đồng ý, người bị truyền tống vào trong trường giác đấu, đối diện nhìn thoáng qua đối thủ. Đối chiến chỉ vừa bắt đầu. Thiên Hạc Thực không nói không rằng liền thi triển võ thuật vọt tới Hàn Sâm. Chỉ vừa mới đồng ý, không khỏi có chút hơi nóng vội. Chơi đánh lén, phải vậy không?